Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 22 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại tổ đình Phước Lâm, ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa trụ trì Thích Phước Nghiêm cùng chư tăng ni tông phong tổ đình Phước Lâm, tổ đình Bửu Hưng Lai Vung Đồng Tháp đã trang nghiêm tổ chức lễ huyết kỳ lần thứ 10, thắp nến tưởng niệm 12 năm về với Phật của cố hòa thượng ân sư Thích Minh Trí, nguyên phó trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, nguyên trụ trì tổ đình Phước Lâm, Cai Lậy Tiền Giang và tổ đình Bửu Hưng Lai Vung Đồng Tháp. Quan lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Nhận, ủy viên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Đại đức Thích Huệ Phát, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban giáo dục Phật giáo, kiêm chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Lệ Hiếu, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban kiểm soát Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Đức Thắng, ủy viên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phước, Thượng tọa Thích Minh Độ, ủy viên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lậy, Đại đức Thích Đức Minh, phó thư ký chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Bến Tre, ni trưởng Thích Nữ Long Chơn, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban thư ký tài chánh tỉnh Tiền Giang, ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, phó trưởng phân ban ni giới tỉnh Bến Tre, chư tôn đức ni trong tông phong tổ đình Bửu Thành Bến Tre, tổ đình Sắc Tứ Linh Thú Tiền Giang, chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cai Lậy, chư tăng ni trụ trì một số tự viện trong và ngoài tỉnh, chư tăng ni các thế hệ học trò của cố hòa thượng cùng đông đảo Phật tử xa gần đồng về tham dự. Nhân ngày lễ huyết kỳ lần thứ 10 của cố hòa thượng Thích Minh Trí, chư tôn đức quan lâm đến trước giác linh đài thắp hương tưởng niệm, nguyện giác linh hòa thượng bất phong bản thể, hồi nhập tha bà để tiếp tục con đường hoàn truyền chánh pháp, lợi lạc nhân sinh. Trong nghi thức trai đường, đạo từ chứng minh lời tác bạch cúng dường của đại diện môn đồ tứ chúng nơi tổ đình Phước Lâm, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã ôn lại những công hạnh của cố hòa thượng Thích Minh Trí lúc sinh tiền. Cuộc đời của Ngài là tấm gương sáng về hạnh độ tha, hết lòng phụng sự Phật Pháp và nhân sinh. Thượng tọa cũng rất vui khi thấy chư huynh đệ trong tông phong đều đồng lòng trở về chốn tổ đông đủ trong ngày huyết kỳ ân sư. Chúc cho quý vị hoàn thành tốt đẹp tâm nguyện báo đáp tôn sư. Thấy hình ảnh tôn kính thân thương của Hòa Thượng Thích Minh Trí, xin phép chư tôn đức cho chúng con một thời gian ngắn để ôn lại một hình ảnh đặc biệt trong con người đặc biệt, đó là Hòa Thượng tôn kính của chúng ta. Khi bước chân vào đạo, chúng con thường được ôn đúc dạy rằng vị thầy của mình vừa làm cha, vừa làm mẹ và kiêm luôn cả thầy. Đương nhiên đây là thể hiện tinh thần vị tha cao độ, đức hy sinh tôn quý của chư tôn đức mà chúng con bắt gặp lời này qua hình ảnh rất gần và rất thật của Hòa Thượng Minh Trí khi còn sanh tiền. Cái thuở và khi tiếp nhận ngôi tổ đình Phước Lâm quan sơ điêu tàn, một mình phải chống chọi với biết bao nghịch cảnh, vào tù ra khám, rồi phải lăn lộn với biết bao sóng gió cuộc đời để dìu dắt, để lèo lái, để xây dựng ngôi tổ đình Phước Lâm này. Có những lúc nợ nần chồng chất, nửa đêm tìm tới chúng con để tâm sự nỉ non, hỏi ra mới biết vì xây dựng chùa cổ, vì thương tưởng lo cho đệ tử ăn học. Một cái điều mà chúng con tận sâu thẳm tôn kính Hòa Thượng, đặc biệt có cái hạnh mật hạnh khi đã độ xuất gia bất cứ tăng ni thì phải lo trọn vẹn đúng như chúng con vừa nói, vị trí cha mẹ kim luôn cả thầy. Dù anh em có đã bao lần chấp ngã giữa cuộc đời,
Hòa thượng vẫn âm thầm không rầy la, nhưng mà đứng đỡ nâng đệ tử, dìu dắt đệ tử tiếp tục con đường thánh đạo của mình đã chọn. Tôn quý lắm, đặc biệt lắm. Và hòa thượng đâu đâu, bất cứ không những ở Tiền Giang, mà Phật sự nơi nào cần, hòa thượng đều hiện thân, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, vân vân. Nơi nào cần giúp đỡ, rõ ràng hòa thượng không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt tông phái tông phong, mà đạo pháp cần ngày liền đi, dù trong gai mệt nhỏ. Thế ra những tưởng hòa thượng trong một những trong bậc hồn của Phật giáo Tiền Giang mãi luôn sáng tỏa. Nhưng có lẽ các vị Bồ Tát vào đời một cách tự tại là vậy, đến đi không ngăn ngại. Mặc dù chúng ta biết đường về cực lạc không phiền buồn, sau tiễn người đi quá chạnh lòng. 12 năm trước khi về đây, ai tin hòa thượng thâu thần viết tịch, chúng con bàng hoàng đau thương, và cùng với chư tôn đức trong tông phong làm tang lễ cho hòa thượng, tiễn đưa ngài về. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nơi đây tông phong đã bầu được một vị thay ngôi trụ trì, thay ngôi tông trưởng của tông phái Phước Lâm, đó là thượng tọa đạo hiệu Thích Phước Nghiêm. Không những chỉ thượng tọa, mà trong hàng đệ tử của hòa thượng, một di sản ngài để lại, tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng gia sản đó lớn lắm. Không phải là những ngôi chùa cổ được trùng tu, mà hòa thượng đã để lại cho giáo hội rất nhiều con người thực đức thực tài tham gia giáo hội các cấp, giảng dạy các trường Phật học, và đặc biệt gương mẫu trong ngôi vị trụ trì của các ngôi tổ tự. Và đặc biệt rằng từ ngày hòa thượng ra đi, nơi đây huynh đệ đã keo sơn gắn kết đồng lòng, dù có làm gì, dù có đi đâu, dù có Phật sự đa đoan, nhưng ngày dỗ tổ của hòa thượng ân sư, chư tôn đức tông phong đều về nơi phù đồ Bủ Hưng để kính lại, rồi về Phước Lâm để dâng cơm tưởng niệm, trong ý nghĩa lục hòa cộng trụ của người đệ tử tiếp tục hạnh nguyện của thầy. Mong rằng hình ảnh keo sơn của tông phong ngày xưa, hòa thượng của chúng ta một mình phải chống chọi biết bao nghịch cảnh để gìn giữ bát hương của tổ trăm năm nơi đây không bao giờ tắt liệm, thì giờ này chư tôn đức là những bậc có tài có đức đều phải hiểu rằng sẽ cố gắng hết sức để phát huy cao độ nơi Phước Lâm này, với sự lèo lái của thượng tọa trụ trì trường tông phong đạo hiệu Thích Phước Nghiêm. Nhưng một Vu Lan báo hiếu, vào chiều tối ngày 21 tháng 7 năm Nhâm Dần, thượng tọa Thích Phước Nghiêm đã tổ chức đêm hoa đăng thắp nến tưởng niệm 12 năm cố hòa thượng ân sư về Phật, tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và ân giáo dưỡng hướng đạo của bậc tôn sư. Đêm hoa đăng có sự tham dự của chư tôn đức trong phân ban thanh thiếu niên Phật tử thuộc Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn đức trong phân ban Hoằng pháp thanh thiếu niên thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương, chư tôn đức trong tông phong tổ đình Phước Lâm và tổ đình Bửu Hưng Lai Vung Đồng Tháp cùng quý Phật tử xa gần đồng tham dự. Trước khi thắp nến tri ân, đạo tràng đồng dân hương đảnh lễ thăm bảo, hòa âm trì tụng chú Đại Bi dưới lời dẫn của Đại Đức Thích Tuệ Nhật, Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Toàn thể hội chúng được lắng lòng thanh tịnh hướng về tứ trọng ân: ân cha mẹ sinh thân, ân quốc gia dân tộc, ân tam bảo chở che và ân chúng sinh nương tựa. Từng ngọn nến thắp sáng lung linh được đại chúng dâng lên ngang trán,
thể hiện lòng cung kính đối với những ân nghĩa trong cuộc đời. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đã có những lời hoài niệm về thời gian được ở bên cố Hòa Thượng Ân Sư cùng chư huynh đệ tu học tại hai chốn tổ đình. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của thầy, các lỗi lầm ngây ngô buổi đầu vào đạo của chư huynh đệ dần được khắc phục. Rồi chúng con dần lớn lên theo năm tháng, vô tư trong ánh đạo thầy soi đường. Nào có biết đâu thầy đã một mình trải qua bao khó khăn vất vả. Đến hôm nay, chúng con mọi người bắt đầu bước chân trên con đường hành đạo, mới chợt nhận ra bao chướng ngại muôn trùng mà thầy đã phải cam chịu. Cuộc đời hành đạo của thầy là những nét son sẽ sáng mãi và bất tận trong lòng chúng con. Kính nguyện giác linh thầy không quên đại nguyện tái hiện ta bà, rộng chuyện pháp luân, rạng ngời chánh pháp, bạc độ quần mê. Chúng con thành kính thắp lên ngọn đèn hoài niệm khơi nguồn trí tuệ vô biên mà Phật tổ truyền đang lục chìm, tiếp dẫn hậu lai muôn đời rạng rỡ tổ tông, làm cho mạng mạch Phật pháp trường lưu bất tận. Nam mô Phước Lâm Bửu Hưng Đường Thượng Từ Lâm Tế Chánh Tâm, tứ thập tứ thế húy nguyên đạo, hiệu lãng thông tự tắc trí thượng minh hạ trí, nguyện công hòa thượng chí giác linh.